Không sợ công an mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Hai ông chú dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tài sản không thành, bị bế lên đồn thì quay qua trách móc nhau. Tao thì quá chuyên nghiệp rồi, tưởng mày thế nào? Mới đây trong phóng sự triệt phá ổ nhóm dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cướp tài sản do VTV24 đăng tải đã lật tẩy mánh khóe của nhiều đối tượng lợi dụng tháng củ mật để kiếm lời. Chiếm trọn sự chú ý của người xem, chắc chắn là hai đồng nghiệp với nỗi bức xúc không thể chờ đợi thêm nữa, đến mức phải xin cán bộ. Anh cho em nói nó 1-2 giây. Và sau đó, người đàn ông này với gương mặt chán không buồn nói đã đánh giá đồng nghiệp thiếu chuyên nghiệp ngay trước mặt các cán bộ. Đúng là không sợ công an Việt Nam nghiệp vụ thâm hậu, chỉ ngán đồng đội ngu thôi. Thôi thì chúc chú ăn Tết trong đấy vui vẻ, cứ từ từ mà bảo ban nhau. Mới ra tù được vài tháng thì đối tượng này lại ngựa quen đường cũ. Bực tức vì đồng bọn phối hợp không ăn ý để bị bắt, thế nên khi về đến trụ sở công an, hai đạo trích vẫn không ngừng chê trách nhau thiếu chuyên nghiệp. Anh đồng cho em nói nó 1-2 giây. Tao là quá chuyên nghiệp rồi, tao tưởng mày đến Lào.